trong cái hồi chung năm chúng ta thì trên cơ sở cái kết quả kiểm tra của ban kiểm toán trung ương và ban bí thư và các trung ương đảng khóa kỳ họp thứ năm đã có nghị quyết và về việc kỷ luật đồng chí Nghĩa Thăng quyết định với cái cảnh cáo trong đảng rồi thì cũng đồng chí Nghĩa Thăng thì có đơn xin thôi làm viên bộ chính trị nhưng mà rồi các thầy chúng tôi đồng ý chấp thuận nhưng mà đồng chí Nghĩa Thăng thì tôi bộ chính trị tức là đương nhiên là đồng thời là thôi bí thư thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời khi nói như thế thì cũng là thôi trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi đã quyết định thì đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về là bí thư thành phố Hồ Chí Minh và rồi thì đảng đoàn quốc hội cũng ban quốc hội cũng đồng ý là đề nghị là giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bầu trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài đoàn thì có một thành chứng minh thì tôi đây sẽ họp sẽ bầu làm trưởng đoàn vì thế thì đương nhiên là đồng chí Nghĩa Thăng sẽ thôi trưởng đoàn của thành chứng minh và vậy thì sẽ xin chuyển sang một cái đoàn này của quốc hội khác đó và theo kiểm tra điều nguyện vọng thì đồng chí Nghĩa Thăng thì cũng muốn xin về thành phố thành Thanh Hóa và đoàn này của quốc hội Thanh Hóa thì có văn bản cũng xin đồng chí Nghĩa Thăng về sinh hoạt tại đoàn Thanh Hóa với một cái hai cái đề nghị như thế thì quốc hội nhất trí